Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thời hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá thanh long ruột trắng ổn định, còn tình hình giá thanh long ruột đỏ thì đang giảm nhẹ nha quý bà con. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể tiếp tục ổn định và có thể tăng trở lại. Thì cụ thể là tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang có giá động từ 14.000 đến 16.000 đồng ký, loại 2 thì đang có giá động từ 9.000 đến 11.000 đồng ký, loại 3 thì đang có giá động từ 5.000 đến 7.000 đồng ký, hàng giạt hiện nay thì đang có giá động từ 2.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng bữa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Đây là tình hình giá thanh long tại giữa ở khu vực miền Tây nha quý bà con. Giá thanh long ruột đỏ. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng, giá thanh long ruột trắng trong một vài ngày trở lại đây thì cũng ít biến động, với giá lên giá xuống thì cũng không nhiều. Giá thanh long ruột đỏ thì ruột trắng thì ổn định so với thanh long ruột đỏ. Nên giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô với giá đồng từ 18.000 đến 21.000 đồng một ký. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Thanh long ruột trắng Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá là 20, 21, 22. Bò sàn từ 18, 19, 20. Hàng bếp hiện nay thì đang có giá đồng từ 23.000 đồng ký. Hàng giạt hiện nay thì đang nằm mức giá đồng từ 7.000 đến 8.000 đồng ký. Đây là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có giá động từ 12.000 đến 13.000 đồng ký, loại 2 thì đang có giá động từ 8.000 đến 9.000 đồng ký, loại 3 thì đang có giá động từ 3.000 đến 4.000 đồng ký. Hàng giạt hiện nay thì đang có giá động từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Trong một vài ngày vừa qua thì tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì giá đang giảm nha quý bà con. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn trong những clip cập nhật hình giá thanh long hay một số loại nông sản khác trên kênh của mình.